34. Não ra, giết một ma thần còn đánh thủng cái động lớn như vậy. Đây là muốn vào tìm kiếm bảo vật sao? Phong ấn khí vận này ở bên dưới hòn đảo này. Tiểu tiêm phàm sẽ không có chuyện gì chứ? Cơ thể của con bé không có đáng ngại, chỉ là tinh thần lực suy kiệt mà thôi. Tiểu sư không hiểu, lão gia tại sao muốn quán chú linh lực cho tiểu thiên phàm? Bất luận là người hay là chủng tộc khác, chỉ cần là sinh vật có trí tuệ thì sẽ tồn tại một điểm chung. Đó chính là sợ hãi đối với sự vật chưa biết. Đột phá cảnh giới tự nhiên có thể có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng càng có nhiều người sẽ vì nguyên nhân công pháp nghịch truyền, nối kiếp mà sợ đột phá. Từ xưa đến nay, bị giới hạn bởi sự sợ hãi của cái chết, nhiều người đã đình trệ tu vi trong suốt cả cuộc đời. Sớm để thiên phàm cảm nhận được linh lực của cảnh giới cao hơn, đối với con đường tu hành sau này của nó sẽ càng thuận lợi. Tiểu sư hiểu rồi, đây chính là hách hợp pháp. Chẳng trách nôi phù đạo gia dùng, cũng là vì để thiên phàm cảm nhận được chút uy lực của nôi kiếp. Sau này khi độ kiếp, sẽ không có sợ hãi. Tiểu sư có tưởng lão gia theo đuổi nghi thức gì đó, cho nên mới để thiên phàm ra tay. Sư phụ, kinh mạch bị nấp đây rồi. Vừa rồi là Tiểu Thanh. Tỉnh rồi sao? Lại đây. Sư phụ, tên kia như thế nào rồi? Đây là đâu ạ? Ma thần kia đã bị vi sư giải quyết rồi. Đây là hang động dưới lòng đất của Hồng Liên Tông. Một phần khí vận của nhân hoàng giới ở dưới này. Nhưng mà sư phụ, nơi này ngoài cái cột lớn thì không có cái gì cả. Tam thành Lĩnh Sơn Chú. Đây chính là khí vận sao? Khí tức linh lực thật là nồng đậm. Không sai, đây là linh lực mà nhân hoàng mấy đời trước đã quán chú vào để trấn áp ma thần. Đáng tiếc ma thần này hơi yếu, cho nên khí vận ẩn chứa ở đây có hơi ít. Ta sao cảm thấy ma thần đó siêu mạnh? Được rồi, quán chú linh lực vào trong nhân hoàng tỷ đi. Được. Đừng căng thẳng, nhân hoàng tỷ đang chuyển hóa linh khí của khí vận thành linh lực. Tập trung tinh thần giống như trước đó vi sư có chú linh lực cho người. Linh khí thật mạnh mẽ, kinh mạch đau quá. Nhưng so với linh khí mà sư phụ quán chú còn kém xa, mình có thể làm được. Linh hải cảnh thất trọng. Khí vận này thật siêu. Không cần năm quá. Khí vận cũng chính là linh khí kết tinh sau bao nhiêu năm tháng tích lũy phân bố ở các kinh mạch. Đây vẫn là ít. Tiểu thiên phàm, đây là nạn tân cấp rồi. Nhất hoàng tỷ của người đã sản sinh liên tiếp với khí vận này. Tương lai nó sẽ thông qua nhân hoàng tỷ không ngừng chuyển linh lực cho người. Không ngừng cung cấp linh khí. Đây cũng quá mạnh rồi. Không hổ là thần khí được nhân hoàng các đời trước sở hữu.
Ma thần đã diệt, khí vận cũng thu hồi rồi, đi thôi. Sư phụ, chúng ta phải đi sao? Đến Minh Sơn địa mạch khác tìm kiếm khí vận sao? Ngươi còn chưa đến Ninh Hải cảnh đỉnh phong, bây giờ thu thập khí vận đối với sự tăng trưởng của ngươi không lớn. Ninh khí mà khí vận cung cấp tốt nhất vẫn là dùng để đột phá cảnh giới. Nơi sẽ đến tiếp theo sẽ là nhà của ngươi, Viên Hiên Hoàng Triều. Đây là phải trở về rồi sao? Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian chung đụng với sư phụ giống như một giấc mơ vậy. Ở trên tuyết sơn đã cứu ta bị Bạch Ngọc Kinh truy sát, thay ta tái tạo kinh mạch, truyền thụ đạo nhất diễn kinh mạch thần kỳ đó cho ta. Còn để ta có được truyền thừa của di tích nhân hoàng, trở thành nhân hoàng đời mới. Nhưng mà sư phụ tại sao phải đối tốt với ta như vậy? Cái sư phụ muốn rốt cuộc là cái gì? Sư phụ lẽ nào? Không được, không được. Sao có thể nảy sinh loại suy nghĩ này với sư phụ chứ? Sao vậy? Mặt của Tiểu Thiên Phạm đỏ quá. Sư phụ, chúng ta về Viên Hiên là muốn giải quyết Hy Hòa sao? Nữ nhân đó quả nhiên phải giải quyết, nhưng đây không phải là mục đích chính của chuyến đi này. Vi sư muốn đi kiểm chứng một chuyện, thuận tiện sắp xếp tu luyện đặc biệt cho ngươi. Hả? Tu luyện đặc biệt sao? Giới thiệu cháp sau. Vị đầu gia này nạ mặt quá, lần đầu tiên đến sao? Ai da, đạo gia, vào trong chơi đi. Đường đường là đạo tôn vậy mà dạo chơi nấu xanh ư? Chi tiết câu chuyện như thế nào? Mọi người cùng mong chờ đón đợi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau.